bạn khán giả đang theo dõi chương trình Sông Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Các bạn thân mến, trong chương trình Sông Môi Đỏ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề đó chính là thời trang thảm đỏ, bởi vì ở những sự kiện lớn thì thảm đỏ luôn là nơi được công chúng vô cùng quan tâm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với một biên tập viên thời trang, một stylist rất là nổi tiếng, và anh ấy sẽ cho chúng ta những lời khuyên về thời trang thảm đỏ, thời trang sự kiện. Xin được giới thiệu đến với quý vị khán giả khách mời Khuất Năng Vĩnh. Chào Huyền, và lời đầu tiên Vĩnh xin gửi lời chào đến khán giả đến chương trình Sông Môi Đỏ. Anh Vĩnh nghĩ như thế nào về thời trang thảm đỏ của sao Việt hiện nay? Hiện tại thì công việc của Vĩnh là về thời trang và cũng có cơ hội tiếp xúc làm với rất là nhiều những nghệ sĩ và cũng là có nhiều cơ hội để đi sự kiện, thì thật ra là đối với Vĩnh là thảm đỏ hiện nay của Việt Nam cũng khá là phát triển và mọi người đã biết đầu tư hơn về trang phục cũng như là mỗi lần mình xuất hiện làm sao để mà chỉnh chu nhất trước mặt công chúng. Thật sự là ví dụ như là cá nhân của Huyền hay rất nhiều nghệ sĩ cảm thấy cực kỳ phân vân khi lựa chọn những trang phục lên thảm đỏ, không biết như thế nào là phù hợp với sự kiện đó và phù hợp với lại thị hiếu của công chúng. Thì anh Vĩnh có thể chia sẻ một chút những cái tiêu chí để mà mình chọn những bộ trang phục phù hợp cho thảm đỏ được không? Đối với Vĩnh nghĩ thì cái tiêu chí đầu tiên khi mà bạn chọn trang phục thì đúng là mình phải đúng cái quy định trang phục của cái sự kiện đó quy định. Dạ. Với lại thứ hai là trang phục làm như thế nào để nó tôn dáng cũng như là nó phù hợp với cái sự kiện mình tham dự và nó phù hợp với lại cái sắc vóc cũng như là cái hình thể của mình. Và điều tiếp theo là Vĩnh nghĩ là cái lối trang điểm và những cái phụ kiện đi kèm bộ trang phục đó phải thật sự phù hợp, thì để tổng thể của mình khi xuất hiện nó phải chỉnh chu nhất. Tức là không chỉ là bộ trang phục mà còn cả quần áo, phụ kiện, rồi tóc, rồi cả make up cũng rất là phải ăn ý với nhau đúng không ạ? Chính xác. Vậy thì còn xu hướng của các sao quốc tế hiện nay họ chọn những trang phục như thế nào? Thực tế thì xu hướng của thời trang thảm đỏ hiện nay đối với lại thế giới thì nó cũng rất là đa dạng. Trong cái tư tưởng á, thì mọi người vẫn nghĩ là khi xuất hiện trên thảm đỏ làm sao phải lộng lẫy nhất, xịn nhất chẳng hạn. Nhưng mà hiện tại là gần đây trong chương trình Best at Worst mà Vĩnh có xem qua thì hầu như là những nghệ sĩ họ mặc đồ rất là đơn giản. Và một số khác là khi mà Vĩnh nhìn vào ví dụ như là một sao nam chẳng hạn, họ mặc đồ rất là theo kiểu bình thường mỗi ngày mà đi trượt ván á. Nếu mà lựa chọn những bộ trang phục bình thường như vậy thì liệu là có kém phần nổi bật ở trên thảm đỏ, có bị lu mờ không ạ? Vĩnh không phải là cổ súy cho cái việc mặc như thế, nhưng mà đúng là bây giờ là điều đó thể hiện cho thời trang thảm đỏ của thế giới hiện tại là rất là đa dạng và mọi người hầu như là mặc theo cái ý của mình muốn nhiều hơn. Mình thấy là khi được mời đi dự một sự kiện thời trang, khi được mời đi thảm đỏ thì thường là sẽ có dress code. Đúng rồi. Là mời những cái quy định chung nhất và đặc biệt nhất về sự kiện đó. Thì anh Vĩnh nghĩ như thế nào về cái việc là tôn trọng dress code khi mà đi dự các chương trình? Điều đó Vĩnh nghĩ là rất là quan trọng luôn, và những người tham dự sự kiện không những chỉ nghệ sĩ mà cũng như là những khán giả thì phải tôn trọng cái quy định trang phục của ban tổ chức, thì điều này mình thể hiện sự tôn trọng. Với lại thứ hai là nó có những quy định riêng, ví dụ như là khi mà bạn tham dự cái thảm đỏ đó và trong show diễn nói chung thì một nhà thiết kế đó họ muốn cái hình ảnh bộ trang phục đó nó phải đồng đều về màu sắc hoặc là cái phong cách ăn mặc. Huyền cảm thấy là khi mà mình đi xem một sự kiện hoặc là một chương trình biểu diễn, cái cách mà mình ăn mặc, nếu như mà mình ăn mặc đẹp, nó cũng được xem là một kiểu tôn trọng đối với những người đang trình diễn, những người tổ chức chương trình. Một cái show diễn thời trang mình lấy làm ví dụ ha, cái việc mà bộ sưu tập mới xuất hiện á, nó cũng là một phần, nhưng mà thời trang thảm đỏ nó còn thể hiện được phong cách của nhà thiết kế đó. Thì có thể thấy gần đây nhất là như là Đỗ Mạnh Cường chẳng hạn, việc mà ảnh đầu tư vào bộ sưu tập trình diễn thì không nói rồi, nhưng mà nghệ sĩ mà tham dự show diễn là ảnh đầu tư hẳn một khoản trang phục khác luôn, và hầu như là tất cả những ngôi sao đều mặc trang phục của Đỗ Mạnh Cường. Thì đối với Vĩnh là thời trang thảm đỏ nó như là một cái sàn diễn thời trang. Thẩm mỹ của biên tập viên thời trang chưa chắc đại diện cho thẩm mỹ của công chúng đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thì anh Vĩnh nghĩ như thế nào về thị hiếu thời trang thảm đỏ của người Việt Nam bây giờ? Đối với cái thẩm mỹ của khán giả khi mà xem thời trang thảm đỏ thì họ sẽ luôn muốn những cái nghệ sĩ hoặc là những cái ngôi sao mà mình hâm mộ thì xuất hiện một cách chỉnh chu nhất. Và đặc biệt là Vĩnh thấy là thẩm mỹ của những ngôi sao xuất hiện hiện nay thì họ sẽ thường đi vào phong cách trang trọng như là đầm xòe hay là đầm đuôi cá chẳng hạn, và lối make up trang điểm thì phải thật sự là nổi bật. Nói về thảm đỏ, bây giờ không chỉ là có người nổi tiếng đâu ạ. Người bình thường, công chúng cũng được mời đến những sự kiện đó, thì họ phải chọn những bộ trang phục như thế nào nhỉ? Vĩnh lại trở về câu chuyện là về quy định trang phục. Thì nếu mà ví dụ là một bạn là một khán giả được mời đến show diễn đó thì
thứ nhất là mình cũng phải nên tôn trọng về cái quy định trang phục, với lại cái thứ hai nữa là mình cũng phải nên chỉnh chu trong lối trang điểm, make up, cũng như là việc lựa chọn trang phục phải phù hợp với bản thân cũng như là tính cách của mình. Thì đối với Vĩnh là một khán giả khi tham dự, hãy coi mình như là một nghệ sĩ chẳng. Huyền nghĩ là sẽ có một cái vài cái tips nếu như mà quý vị khán giả theo dõi chương trình có được mời đi dự thảm đỏ. Đối với Vĩnh là một bộ trang phục, tụi mình hãy nên nhớ ba cái quy tắc như thế này. Thứ nhất là mình phải nên ghi nhớ về cái quy định trang phục là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nữa là chọn lựa cái trang phục phải phù hợp với vóc dáng cũng như là hình thể của bản thân. Và cái cuối cùng là không thể quên phụ kiện. Tại vì đối với Vĩnh là một bộ trang phục đẹp để xuất hiện trên thảm đỏ thì phải cần ít nhất 2 món phụ kiện. Và Vĩnh nghĩ là không nên nhiều quá 3 món. Anh Vĩnh có thể chia sẻ một chút về thời trang thảm đỏ làm sao có thể thể hiện được cá tính con người và thậm chí là công việc của mình được không ạ? Trong một cái sự kiện đó sẽ có rất nhiều những nhân vật cũng như là khán giả tham dự, họ có thể đến từ những lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là rapper hoặc là nghệ sĩ, và ngay cả những doanh nhân, những thương gia họ cũng có thể tham dự sự kiện đó. Ví dụ như là rapper Suboy chẳng hạn, cái cách xuất hiện của Suboy trong mỗi lần xuất hiện sẽ mặc bộ trang phục rất là khác, đúng không? Suboy đặc biệt từ móng tay, từ bộ nails cho đến lối make up và làm tóc, Huyền thấy không đụng hàng ai hết luôn. Chính xác là như thế, tại vì thường rapper là những người họ có cá tính rất là mạnh, và một phần họ muốn thể hiện cá tính đó cũng như là cái văn hóa của rap thiên về thời trang đường phố, thì những bộ trang phục của họ thường khá là cá tính cũng như là nổi bật, nó theo phong cách là exotic, là nó mang một cái tính độc bản rất là riêng. Thì ngược lại, ví dụ như là những diễn viên hoặc là những nữ ca sĩ khi mà xuất hiện trên thảm đỏ thì họ thường ưa chuộng cái phong cách quý phái hoặc gợi cảm nhiều hơn, và ngay cả những khách mời VIP là doanh nhân hay thương gia thì họ sẽ thường chọn những bộ trang phục trang trọng để mà xuất hiện. Ví dụ như công việc của Huyền là một MC thì đối với Huyền cũng muốn biến hóa thật là nhiều trên thảm đỏ, nhưng mà Huyền thấy là như vậy thì nó lại không thể hiện được đúng cái công việc của mình và có phần là không phù hợp. Thì không biết là anh Vĩnh có cái lời khuyên nào cho Huyền nếu mà Huyền muốn một chút gì đó sexy và gợi cảm ở trên thảm đỏ. Thật ra thì Vĩnh là một người theo dõi Huyền rất là lâu, cũng như là những cái sự kiện thời trang thảm đỏ thì sẽ luôn xem sự xuất hiện của Thanh Thanh Huyền mặc gì. Ra đối với sự xuất hiện của Thanh Thanh Huyền mỗi lần rất là chỉnh chu, và đặc biệt là rất là phù hợp với lại cái quy định trang phục trong mỗi lần xuất hiện, thì vẫn nghĩ là để mà xuất hiện gợi cảm mà một cách tinh tế thì mình nên chọn một cái trang phục phù hợp với cái vóc dáng của mình. Ví dụ bạn mặc cái bộ trang phục đó, bạn không cần hở nhiều nhưng mà nó phải ôm sát cơ thể cũng như là cái lối trang điểm phù hợp, thì nó cũng đã thể hiện một sự gợi cảm nhất định cũng như là thu hút những cái khán giả khi mà họ đến tham dự cái sự kiện đó. Một lời khuyên rất là hay. Và Huyền cũng tò mò về công việc của một stylist. Ví dụ như là có một ngôi sao mà anh Vĩnh làm tư vấn trang phục cho một sự kiện thảm đỏ, thì anh Vĩnh sẽ mất bao nhiêu lâu, sẽ tìm hiểu và trải qua những cái công đoạn như thế nào? Để mà lên ý tưởng đó thì cũng không tốn quá nhiều thời gian, đôi khi là chỉ cần 12 tiếng là mình đã lên được ý tưởng của một bộ trang phục. Đầu tiên là mình phải tìm hiểu cái sự kiện đó nó mang cái tính chất như thế nào, cũng như là cái quy định trang phục cụ thể. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu được tính cách của khách hàng của mình. Ví dụ như là Thanh Thanh Huyền khi mà đưa những bộ cánh như là phong cách exotic mà Suboy đang mặc, có thể là đây là một cái Huyền mạo chưa hiểm, nghĩ đúng rồi, mạo hiểm Huyền chưa nghĩ tới, đúng không? Thì vẫn phải tìm hiểu về cái phong cách cũng như là cái tính cách của khách hàng của mình như thế nào, và mình lựa chọn một cái bộ trang phục phù hợp. Gần đây thì hầu như là những cái khách hàng mà Vĩnh làm việc thì họ thích những cái phong cách là quý phái, gợi cảm và sang trọng cho mỗi lần xuất hiện tại sự kiện ở Việt Nam. Ví dụ như là có một người khán giả xem chương trình mà muốn liên hệ với lại có năng Vĩnh làm stylist, thì họ phải liên hệ trước bao nhiêu ngày để mà có đủ thời trang chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và nổi bật cho sự kiện đó? Một người stylist cần thời gian ít nhất là khoảng 2 ngày đến 3 ngày để mà lên ý tưởng và chuẩn bị trang phục một cách chỉnh chu nhất. Đối với lại những sự xuất hiện đặc biệt của những sao Việt ở những thảm đỏ thế giới thì vẫn nghĩ là cái việc chuẩn bị trang phục đôi khi còn đến cả tháng, tại vì mình phải đặt may đo những bộ trang phục rất là riêng của những thương hiệu cao cấp. Huyền rất là bất ngờ với những thông tin của anh Vĩnh chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn anh Vĩnh đã nhận lời mời đến tham dự chương trình, và cũng xin cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Song Môi Đỏ ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.